Xin kính chào quý vị và các bạn. Do không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam lại kết hợp với hội tụ gió trên mực cao, nên đêm nay, ngày mai, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Mưa cùng với nhiệt độ thấp sẽ làm cho cái rét càng thêm ngấm. Dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng là từ 22 cho tới 25 độ. Khu Tây Bắc nhiệt độ sẽ cao hơn. Sau đó, từ ngày 10 và ngày 11 tháng 4, không khí lạnh và hội tụ gió trên cao suy yếu. Mưa có xu hướng giảm cùng với nền nhiệt độ cũng sẽ tăng dần. Ở miền Trung, không khí lạnh tác động cũng sẽ gây mưa rào và dông trên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mùng 9 tháng 4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa. Mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ sẽ có mưa vừa. Cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ giảm xuống ngưỡng từ 22 cho tới 25 độ. Khu vực Trung Trung Bộ sẽ dao động trong ngưỡng từ 26 cho tới 29 độ, trời mát. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4, mưa sẽ giảm tại các khu vực này, nên nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần trở lại. Trong khi đó, thì khu vực Nam Trung Bộ thời tiết ổn định, mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động vào khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Ở phía Nam, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới phổ biến ở trạng thái ít mưa, ngày có nắng. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 30-33 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, thì ở khu vực Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 cho tới 36 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực biển phía Bắc nước ta đang có gió mạnh. Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật cấp 7. Khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng phía Đông sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Phải từ ngày 10 tháng 4, gió và sóng ở khu vực này có xu hướng giảm dần. Bản tin thời tiết cuối ngày 8 tháng 4 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.